Mỗi một cái sản phẩm chân kem máy lọc nước Daikosan thì sẽ có kèm theo một cái thước dây như thế này để cho mình thuận tiện trong việc mà đo đạc á. Thì đầu bước đầu tiên á là mình sẽ đo cái kích thước của cái máy lọc nước nó là bao nhiêu. Thì sau đó bây giờ mình sẽ đo cái thước lọc máy lọc nước đúng không? Thì thông thường cái thước lọc nước thông dụng của mình nó là cái bề ngang của nó sẽ là 42 cm, còn bề sâu của nó là khoảng 34 cm. Đây. Rồi sau khi mình đo được cái kích thước của cái máy lọc nước xong rồi á thì mình sẽ đưa bốn cái chân nó ra như thế này. Đó. Rồi ở đây mình sẽ có là hai thanh dài và hai thanh ngắn. Thì hai thanh dài thì thường nó sẽ lắp cho cái khu vực ở phía trước. Mình xả ốc ra nhé. Vì ốc này là mình đã lắp sẵn rồi, mình sẽ xả ốc ra. Sau đó mình đưa cái này vào. Rồi. Thì lưu ý nhá, hai thanh ngắn thì nó sẽ lắp theo chiều sâu và hai thanh dài nó sẽ lắp theo chiều chiều ngang nhé. Vì thông thường cái máy lọc thước mình sẽ đo lại ha. Đo lại ở đây là hai thanh dài, hai thanh ngắn. Đây, rồi. Này mình tiến hành mình đo chiều ngang của cái máy lọc nước này. Xong đo chiều ngang của máy lọc nước, xong đo chiều sâu. Sau đó là mình sẽ siết ốc lại.